Theo số liệu vừa được công bố, bởi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và thành công mô tô, đa phần các mẫu SUV cỡ C trên thị trường đều có doanh số tăng trong tháng 11 vừa qua. Bên cạnh đó, cũng có một số mẫu xe tăng trưởng âm có thể kể đến như Mazda CX-5 và Hyundai Tucson. Tuy nhiên, đây vẫn là hai mẫu xe bán chạy nhất trong 11. Theo đó, đã có 1.727 chiếc CX-5 được bàn giao trong tháng vừa qua giảm 21% so với doanh số tháng 10 bán 2.195 chiếc. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, doanh số CX5 đạt mức 14.758 chiếc. Có phần khác so với CX5, doanh số Hyundai Tucson trong tháng 11 chỉ giảm nhẹ 5%. Như vậy, hãng xe Hàn Quốc đã bán được 1.177 chiếc Tucson tháng trước, ít hơn 72 chiếc so với tháng liền kể trước đó. Cộng dồn 5.017 chiếc trong năm 2023. Mazda CX-5 và Hyundai Tucson là hai mẫu xe duy nhất có doanh số giảm trong tháng vừa qua. Trong khi đó, các mẫu xe còn lại đều tăng trước và Ford Territory tăng trưởng tới hơn 100%. Thương hiệu ô tô Mỹ đã bán được 1.066 chiếc Territory, với mức tăng trưởng 107% so với tháng trước, xếp ở vị trí thứ ba. Cộng dồn 6948 từ đầu năm 2023 và nhiều khả năng mẫu xe này sẽ kết thúc năm nay với vị trí thứ hai tâm điểm doanh số trong tháng vừa qua có lẽ phải kể đến Honda CRV. Tưởng chừng như mức giá trên trời sẽ làm doanh số của mẫu SUV cỡ C này tụt giảm nhưng không, CRV tăng trưởng tới 12% trong tháng vừa qua. đã có 539 chiếc CRV được bán trong tháng 11, giảm 62 chiếc so với tháng trước. Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay là 4.749 chiếc. Theo tìm hiểu. Ba phiên bản máy xăng lắp ráp Honda CRV 2024 được giảm 70 đến 90 triệu tiền mặt và 100 triệu tiền phụ kiện. Ngoài ra, Honda CRV lắp ráp sẽ được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương 78 triệu trong tháng 12. Bảng giá xe Honda CRV 2024. CRV gỡ giá 1 tỷ 109 triệu lăn bánh ở Hà Nội là 1 tỷ 289 triệu ở thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 267 triệu. CGR VL giá 1 tỷ 159 triệu lăn bánh ở Hà Nội là 1 tỷ 346 triệu ở thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 318 triệu. CGR AVKD giá 1 tỷ 310 triệu lăn bánh ở Hà Nội là 1 tỷ 500 triệu ở thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 491 triệu. CGR VE giá 1 tỷ 259 triệu lăn bánh ở Hà Nội là 1 tỷ 459 triệu ở thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 439 triệu. Lưu ý giá lăn bánh Honda CRV 2024 mang tính chất tham khảo và chưa trừ khuyến mại ở đại lý nếu có. Honda CRV 2024 mới đây đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, đây là thế hệ thứ 6 của mẫu SUV hạng C này kèm theo nhiều thay đổi chất lượng. Honda CRV 2024 đã có màn lột xác với ngoại hình mới, nội thất sang trọng và bổ sung động cơ hybrid. Thiết kế là điểm sáng nổi bật ở Honda CRV thế hệ thứ 6 với những thay đổi hoàn toàn mới về ngoại thất. Honda CZ-V trở nên lịch lãm hơn với sự cải tiến này để thu hút khách hàng. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Honda Việt Nam giới thiệu đến khách hàng phiên bản RS được áp dụng trên CRV với động cơ hybrid. Phiên bản RS đã nâng chất thể thao của mẫu xe lên một tầm cao mới nhờ những điểm nhấn riêng biệt càng đem lại sự thể thao, khỏe khoắn. Nội thất của Honda CRV 2024 lịch lãm với thiết kế hoàn toàn mới giống Civic, với cần số hạ thấp, vô lăng bọc ra cùng màn hình kỹ thuật số 10.2 in có hát trên kính lái. Ở trung tâm là màn hình giải trí 9 in có kết nối Apple CarPlay không dây, phanh tay điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng độc lập, chìa khóa dạng thẻ, khởi động từ xa. Honda CRV 2024 được trang bị hệ thống hai motor kết hợp, với động cơ đốt trong 2 lít sản sinh công suất cực đại lần lượt là 109 kW. Khi cả động cơ đốt trong và motor hybrid cùng kết hợp, sẽ sản sinh công suất cực đại lên tới 152 kW. Ngoài ra, xe vẫn có CZ-V vẫn duy trì động cơ tăng áp 1.5 turbo. Lần đầu tiên tại Việt Nam, Honda CV hoàn toàn mới bổ sung thêm phiên bản D, dẫn động 4 bánh AVKD mang đến cảm giác lái hứng khởi và khả năng vận hành bền bỉ, linh hoạt trên mọi cung đường.